Ký sự Đường Trường Sơn huyền thoại. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, trái đất vốn chẳng có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Nhưng có những con đường không thể đi mãi mà thành, nó tạo dựng lên từ sự kết nối đồng lòng đoàn kết của cả dân tộc với sự dẫn dắt của một con người vĩ đại mang tư tưởng lớn, cùng chung một ước nguyện tự chủ độc lập trên chính mảnh đất cha anh đời trước hết lòng gìn giữ. Đường mòn Hồ Chí Minh đã ghi vào lịch sử những trang sử hào hùng về sức mạnh ý chí và niềm tin quyết thắng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong việc thống nhất đất nước. Con đường ấy đã phải trả bằng mồ hôi, máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ mới 18 đôi mươi. Họ nằm xuống hiến dâng cả tuổi thanh xuân bảo vệ tổ quốc. Sự hy sinh lớn lao của họ thôi thúc tuổi trẻ thế hệ tiếp nối quý trọng, phát huy truyền thống yêu nước, luôn kiên định đi trên con đường vẻ vang, giữ vững sự nghiệp phát triển và toàn vẹn lãnh thổ. Hậu quả của chiến tranh để lại sau bao năm tháng vẫn còn dai dẳng, từ những hố bom mảnh đất tưởng chừng như đã chết. Nhưng với bàn tay cần cù lao động của người dân nơi đây, trong những đặc trưng tính cách của Việt Nam, họ đã biến mảnh đất đau thương thành những cánh đồng mì trù phú, tràn trề nhựa sống. Từ sau ngày giải phóng, đất đai đã thuộc về họ, khép lại một thời cơ hàng, hạt muối chia hai, quả bí bắp ngô xẻ bảy nuôi chiến sĩ. Độc lập mang lại cho họ quyền được tự do cày cấy làm nương, chăm lo cuộc sống gia đình, đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất theo chủ trương của đảng và chính phủ. Của bom đạn, đó chính là thiên nhiên. Và cũng chính thiên nhiên đã bao bọc ngụy trang cho bộ đội ta thoát khỏi tầm ngắm của địch. Đây, màu xanh của rừng cây đã vỗ về, làm chịu tâm hồn của biết bao con người trở về trong chiến trường máu lửa. Cuộc hành trình này đã giúp chúng tôi hiểu được ý nghĩa thiêng liêng mà thiên nhiên đã giúp đỡ cho con người. Chính vì thế, thanh niên chúng tôi ngoài việc ra sức xây dựng đất nước, còn phải giữ gìn màu xanh trên khắp dải đất hình chữ S này. Theo đường mòn Hồ Chí Minh về tới trung tâm huyện là tượng đài liệt sĩ trong trận đánh Đắc Tô Tân Cảnh. Nổi bật trên nền trời xanh là tượng đài cao vút, hình ảnh tượng chiến sĩ với nhân dân, nói lên sự đoàn kết keo sơn giữa quân và dân trong những ngày gian khó nhất. Cách đó vài chục mét là mái nhà rông truyền thống tọa lạc trên mảnh đất rộng xanh tươi cây cối. Nơi đây đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống cách mạng. Nhắc đến lịch sử chiến thắng Đắc Tô thì không thể không nhắc đến chiếc chiến xạ T-54 mang số hiệu 472 và 377. Đã đi chào huyền thoại với trận đánh lịch sử. Chiếc xe tăng đã được sơn lại nằm hai bên tượng đài một cách hài hòa và vô cùng ý nghĩa. Dạ, mẹ phục vụ trên đảo á? Phục vụ chiến đấu. Dạ, phục vụ ba lần từ ạ. Chưa đoàn ba lần từ mình vô ô trên kia. Mẹ ơi, với cái sự kiện lúc nãy mẹ kể á, thì lúc đó là ta bị càn quét. Hay là ta bị địch càng quét hay là ta bị phục kích vậy mẹ? Thật ra không phải phục kích đâu. Họ đã đi càn, đi đánh mình,
đi lên trên đồi nó đánh mình cũng đánh luộc đâu. Mẹ cũng rất phản phối, rất cảm ơn nhà nước, cảm ơn đảng cách mạng giáo dục cho mình, lãnh đạo cho mình được giải phóng, mình cũng vui vẻ. Nhìn những con người cuối cùng từng tham gia chiến đấu, dù tuổi đã cao nhưng vẫn hào sảng kể về những chiến công oai hùng của bộ đội ta trên mọi mặt trận, khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Thời gian khiến từng lớp người là nhân chứng sống của chiến tranh cũng lần lượt về sum vầy với đồng đội của họ, những liệt sĩ đã nằm xuống từ những thập kỷ trước. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ không còn nhiều cơ hội để trò chuyện và hiểu sâu sắc hơn về một thời đạn bom, một thời gian khổ, một thời tuổi trẻ nguyện quên mình vì tổ quốc. Dạ thưa mẹ, hôm nay chúng con đến thăm mẹ. Trước khi ra về thì con xin đại diện cho tất cả các anh em trong đoàn gửi cho mẹ một món quà nhỏ để lấy thảo, và cũng chúc cho mẹ sống lâu trăm tuổi. Mẹ cũng cảm ơn các con. Ôi chào ôi chui cùng đi thăm mẹ, cùng giúp đỡ mẹ là cũng có gì niềm mong. Lần đầu cùng thăm mẹ, mẹ rất cảm ơn. Mẹ phản khỏi vui vẻ. Chúc con về xa xôi mạnh khỏe, làm to thôn nữa. Mày một mẹ mày gặp lại mày còn nữa. Chúng tôi hôm nay đi trên con đường không còn bóng dáng của giặc ngoại xâm. Hành trình dọc theo đất nước của chúng tôi giờ đây thênh thang hai bên đường một màu cỏ cây hoa lá. Đất nước đã hòa bình, kinh tế văn hóa phát triển, cuộc sống chuyển mình, an sinh đời sống nâng lên những tầm cao mới. Thì với chúng tôi, tất cả những đổi thay đó đều bắt nguồn từ cội rễ của quá khứ, của cha anh, của những người đã hy sinh để đất nước tươi sáng hơn. Đoàn chúng tôi tiếp tục dấn bước tới địa danh mới nằm trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, điểm cao 601. Đến với điểm cao 601, đoàn chúng tôi được thăm lại chiến trường xưa, được ôn lại một thời vẻ vang hào hùng nhưng đầy gian khổ của cha anh ta trong thời kỳ chiến tranh giữ nước. Kính thưa quý vị, điểm cao 601 hay còn được gọi là dốc đầu lâu trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là chốt điểm quân sự vô cùng quan trọng của địch trong hệ thống vành đai phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và đường 14, là con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường Bắc Tây Nguyên. Nếu ai làm chủ được cao điểm này thì sẽ kiểm soát được toàn bộ khu vực thị xã Kon Tum và Đắc Tô, Tân Cảnh. Chính vì vậy, nơi đây đã diễn ra các cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt giữa quân ta và địch. Đến với điểm cao 601, chúng tôi được đắm chìm trong những làn điệu dân ca ba na, được hòa vào những nhịp chiêng ngân dài như tiếng suối, được nghe giọng kể khang của các già làng, được nghe những bản trường ca tưởng chừng không bao giờ dứt. Trên hành trình trở về đường mòn Hồ Chí Minh của đoàn thanh niên sẽ thực sự thiếu sót nếu như chúng tôi không ghé thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia nổi tiếng của vùng Tây Nguyên đất đỏ. Đó là ngục Kon Tum, một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, kiên trung của các chiến sĩ chính trị bị lao tù. Bọn thực dân có thể công cùm, tiền xích, tra tấn dã man thân thể những người tù nhân cộng sản, nhưng không thể nào công cùm được tấm lòng trung kiên, yêu nước của họ. Càng đẩy họ đến con đường chết, họ càng dâng cao khí tiết người lính Cụ Hồ. Xin giới thiệu với lại các bạn, đây là hai cái ngôi mộ tập thể của 15 đồng chí tù chính trị, các cụ đã hy sinh trong hai cái cuộc đấu tranh lưu huyết và tuyệt thực năm 1931 tại ngục Kon Tum. Và đây chính là cái minh chứng còn lại tại nhà ngục Kon Tum, để chúng ta biết được cái tội ác dã man của thực dân Pháp lúc bây giờ. Và cái gò đất này thực dân Pháp bắt các cụ đắp lên là để làm cái cầu bắc qua con sông Bắc La. Nhưng mà khi chúng chưa làm
chưa kịp làm cầu thì đã giải thể cái nhà ngục. Tức là khi mà thực dân Pháp chúng đến đây, chúng có ý định bắt những người từ chính trị để ra làm cái cầu, và chúng bắt các cụ phải xuống cái sông đây, kim đất kim đá đắp lên đây, đắp lên cái gò này để làm cái cầu, nhưng chưa làm được cầu thì những người từ chính trị các cụ đã đấu tranh. Và sau khi ở đây diễn ra các cái cụ đấu tranh thì thực dân Pháp đã phá bỏ lòng con tum di chuyển đi nơi khác. Và xin giới thiệu với lại các bạn ngục con tum. Trước kia thực dân Pháp xây dựng trên chính cái khuôn viên này bây giờ. Nhưng vào cuối năm 1934 thì chính thực dân Pháp cũng đã cho phá bỏ cái nhà ngục nhằm có mục đích phi tán cái tội ác của mình. Cho nên bây giờ đây nó không còn là cái dấu tích thành nhà tù nữa. Tuy nhiên cái minh chứng về tội ác của thực dân Pháp thì không thể nào bỏ được, bởi vì hai cái ngôi mộ của 15 đồng chí tù trực trị các cụ đang nằm dưới đây, đó chính là cái minh chứng đời đời để cho các thế hệ con cháu chúng ta đến đây để biết được cái tội ác giả mang của thực dân Pháp. Còn bây giờ các em đến đây tham quan thì mình sẽ tham quan ở trên cái nhà trưng bày đây. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là cái mô hình của cái nhà tù con tum. Quá khứ đã lùi xa, nhưng hình ảnh những người tù chính trị ngã xuống vì công lý, nhân phẩm con người, vì độc lập tự do cho đất nước luôn sống mãi trong trái tim người dân Kon Tum và cả chúng tôi nữa. Những người trẻ đang thực hiện chuyến hành trình theo lối mòn xưa để tìm và sống lại quá khứ hào hùng của đất nước, một dân tộc anh hùng. Được tận mắt chứng kiến các hiện vật trưng bày về ngục Kon Tum, chúng tôi thực sự cảm động và thấy được tinh thần anh dũng hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng. Bao chính sách hà khắc, những âm mưu thâm độc của nhà tù thực dân không những không dập tắt được lòng yêu nước, chí khí kiên cường của những người cộng sản, trái lại đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh, tôi luyện ý chí sắt đá của họ với tinh thần chết để sống. Ngày 12 tháng 12 năm 1931, các chiến sĩ cộng sản bị lao tù đã chiến thắng chế độ khổ sai, giết người giả mang của thực dân Pháp, đưa cuộc đấu tranh lưu huyết đi vào lịch sử. Ngục Kon Tum đó thực sự là nơi tôi luyện khí tiết của những người tù chính trị, nơi nuôi dưỡng tinh thần thép của tù nhân cộng sản trong phong trào Xô Viết nghệ tĩnh. Chúng tôi đến với Gia Lai, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mảnh đất này trong cách mạng, bà con dân tộc tình nguyện nuôi quân, giữ vũ khí, một lòng một dạ theo con đường của Đảng, của Bác Hồ. Những phẩm chất bất khuất kiên trung đó là cội nguồn, mầm rễ cho tinh thần yêu nước của không chỉ lớp thanh niên trai tráng trong buôn, mà còn lan truyền sang cả những thiếu niên tuổi mới 15 đã hăng hái tham gia chiến đấu. Nhiều hình thức giả mạo, rất nhiều hình thức đa dạng, chứ không phải là một. Tại nhà lao này, đế quốc Mỹ đã dùng nhiều hình thức tra tấn hiện đại và giả mang, hòng dập tắt mọi ý chí chiến đấu của quân ta. Nó làm chết dần chết mòn cái thân xác của